cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết Bài hát Người Hà Nội và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến của nhạc sĩ Dân Huyền, Nguyễn Đình Thi đã sáng tác bài hát này ngay trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Cuối tháng 9 năm 1969, Nguyễn Đình Thi đã đến thăm Ban Văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông đã kể lại hoàn cảnh ra đời của bài hát như sau. Năm 1946, thực dân Pháp gây hấn trở lại xâm lược nước ta. Khúc Thủy là một làng cổ nằm ven sông Nhuệ, thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Đây là nơi sơ tán của nhiều cơ quan trung ương, trong đó có Hội Văn hóa Cứu Quốc. Bài hát Người Hà Nội đã ra đời ở đây. Tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, Nguyễn Đình Thi và ông Trần Huy Liệu nhận lệnh rời Hà Nội về ở trong một ngôi nhà ven sông Nhuệ, khi sau lưng cả Hà Nội đã chìm trong khói lửa của ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Bên cây đàn piano cũ, những hình ảnh sống động về Hà Nội kiên cường chiến đấu trong khói lửa để bảo vệ Hà Nội. Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời. Hà Nội ầm ầm rung, cứ hiện hiện trong đầu. Tứ nhạc và ca từ cứ thế tuôn trào trên phím đàn. Sau khi viết xong Người Hà Nội, Nguyễn Đình Thi tìm gặp nhà báo Thép Mới, vừa đệm đàn vừa hát cho Thép Mới nghe. Sau đó, bài hát được đăng trên báo Cứu Quốc Tết năm 1947 và được phổ biến rộng rãi. Một buổi sáng đẹp trời, Nguyễn Đình Thi phóng xe đạp đến Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi đó sơ tán tại Chùa Trầm ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông đã hát cho Trần Lâm nghe. Ông Lâm gọi luôn anh chị em có mặt ở đó cùng ngồi tập hát Người Hà Nội. Thế là Nguyễn Đình Thi đã dàn dựng bài hát này và tự đệm đàn để anh chị em hát trong đêm giao thừa năm ấy, Tết Đinh Hợi năm 1947. Qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, bài thơ chúc Tết của Bác Hồ như hịch kháng chiến đã được truyền đi, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Sau khi lời chúc năm mới của Bác Hồ vừa kết thúc, thì bài hát Người Hà Nội cất lên, Nguyễn Đình Thi xúc động, không nói nên lời. Bài hát Người Hà Nội từ khi mới ra đời đã trải qua gần 77 năm, vẫn ngân vang trong lòng người. Nó đã góp phần tạo nên sức mạnh và ý chí quyết chiến quyết thắng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng hòa bình, trở thành niềm tự hào thiêng liêng của người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Để sống lại những thời khắc hào hùng của dân tộc, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi qua sự trình bày của ca sĩ Đào Tố Loan.